Những màn trừng trị tình địch tàn ác xoay quanh hai chữ ghen tuông của các phi tần hoàng hậu trốn hậu cung quả khiến người đời sau rùng mình. Ở thời phong kiến Trung Hoa, việc hoàng đế có 5 thê 7 thiếp vốn được coi là chuyện thường tình. Những phi tần dù có thế nào vẫn thường ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận cảnh san sẻ tình cảm của chồng với những người đàn bà khác. Song, những bà phi tần sau đây lại hoàn toàn khác. 1. Lý Phượng Nương chặt tay tình địch gửi cho chồng. Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, hình ảnh Lý Phượng Nương, hoàng hậu của vị vua thứ 12 nhà Tống, Tống Quảng Tông, luôn gắn liền với quyền lực và tâm tư phức tạp. Lý Phượng Nương xuất thân là con gái của một quan viên quyền cao chức trọng trong triều đình. Từ nhỏ, bà đã được cưng chiều, dẫn đến tính cách trở nên khó lường và đầy thất thường. Người phụ nữ quyền lực này luôn tin rằng cả thiên hạ nằm trong lòng bàn tay mình và vô cùng ghét bị tranh giành. Do đó, bà không ngần ngại ra tay trừng phạt những kẻ dám phản đối hay cản trở mình. Trong hậu cung rộng lớn, nỗi sợ hãi và cảnh giác luôn thường trực bởi Lý Phượng Nương có thể dễ dàng nhận ra bất cứ cử chỉ hay ánh mắt đa tình nào của Tống Quang Tông đối với các cung nữ khác. Sử ghi chép lại rằng, Lý Phượng Nương bị ám ảnh bởi lòng ghen tuông đến mức bệnh hoạn. Đáng sợ hơn, chỉ cần bà thấy Tống Quang Tông có vẻ quan tâm đặc biệt tới bất kỳ cung nữ nào, thì người nữ nào ấy chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh bi thảm. Dù là hoàng hậu, Lý Phượng Nương vẫn không ngừng tìm cách củng cố quyền lực của mình bằng mọi giá. Lòng ghen tị dữ dội đã thúc đẩy Lý Phượng Nương sử dụng mọi mưu mô hèn hạ để triệt hạ những đối thủ tình ái. Trong số những hành động đáng sợ nhất của bà, có thể kể đến việc bà đã từng chặt tay của một tình địch và sau đó gửi nó cho chính Tống Quang Tông như một thông điệp đáng sợ, thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối của bà đối với hoàng đế và toàn bộ hậu cung. Câu chuyện này đã trở thành một trong những giai thoại rùng rợn nhất trong lịch sử hậu cung của nhà Tống. Trong một ngày tưởng chừng như bình thường tại hoàng cung nhà Tống, một sự kiện đáng sợ đã xảy ra, khiến danh sách những chuyện ám ảnh trong lịch sử lại thêm một câu chuyện được ghi chép lại. Vua Tống Quang Tông bị mê hoặc bởi một vẻ đẹp không phải hình thức mà là nét đẹp tự nhiên của một cung nữ trong triều. Cô gái ấy, dù không sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có làn da trắng ngần và đôi tay nõn nà thu hút ánh mắt của nhà vua. Quên mất Lý Hoàng hậu, người có tính ghen tuông cao độ, vua Tống Quang Tông đã không kiềm chế được mà cầm lấy đôi tay của cung nữ, ngắm nghía và không tiếc lời khen ngợi. Nhà vua thậm chí còn nâng đôi tay ấy lên, coi chúng như một viên ngọc quý hiếm, lấp lánh. Mặc dù chuyện chỉ dừng lại ở những cử chỉ ngưỡng mộ đơn thuần, nhưng điều đó là đã đủ để khiến Lý Hoàng hậu nổi giận. Không lâu sau, một món quà được gửi tới cho nhà vua. Khi Tống Quang Tông hỏi về món quà, hoàng hậu đã mỉm cười và nói đó là báu vật mà vua rất yêu thích. Khi mở ra, nhà vua chết lặng khi nhìn thấy bên trong là bàn tay vấy máu của cung nữ ngày hôm trước mà ông đã ngợi khen. Hóa ra, Lý Hoàng hậu đã không ngần ngại triệu cung nữ kia đến và ra tay tàn độc ngay lập tức, biến đôi tay đó thành một món quà kinh hoàng dành cho chồng. Sự kiện này đã làm dấy lên nỗi sợ tột cùng trong lòng Tống Quang Tông. Và từ đó về sau, không một ai trong cung còn dám có ý định tán tỉnh hay mơ mộng về nhà vua. Bởi họ biết rằng sự ghen tuông của Lý Hoàng hậu có thể biến bất cứ ai thành nạn nhân tiếp theo. 2. Độc cô hoàng hậu bắt chồng phải một lòng một dạ dù là vua của một nước. Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, độc cô hoàng hậu hay còn gọi là Văn Hiến Hoàng hậu là người vợ duy nhất của Tùy Văn Đế Dương Kiên, người sáng lập và là hoàng đế đầu tiên của nhà Tùy. Bà xuất thân trong một gia đình danh giá, là con gái của Độc Cô Tín, một vị khai quốc công thần của Bắc Chu, và được giáo dục đầy đủ. Ngưỡng mộ tài năng và phẩm chất của Dương Kiên, Độc Cô Tín đã quyết định gả con gái của mình cho Dương Kiên. Khi Dương Kiên lên ngôi hoàng đế, ông đã lập Độc Cô Thị làm hoàng hậu. Vị trí này không chỉ mang lại danh dự mà còn là minh chứng cho sự thông minh và khéo léo của bà. Độc Cô Hoàng hậu được biết đến với tài sắc vẹn toàn, đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước. Tuy nhiên, bà cũng nổi tiếng là người khó tính và hiểm độc trong cung cấm. Các cung tần mỹ nữ khác khó có cơ hội tiếp xúc hoặc được sủng ái bởi hoàng đế bởi vì bà kiểm soát rất chặt chẽ. Có một lần, khi Độc Cô Hoàng hậu đang ốm nhẹ và nghỉ ngơi trong cung, Tùy Văn Đế đã lén lút đi thăm các cung viện khác. Khi đến cung Nhân Thọ, một cung nữ trẻ tuổi bẽn lẽn và sợ hãi đã cúi đầu khi nhìn thấy hoàng đế. Điều này vô tình đã thu hút sự chú ý và nhận được tình cảm của ông. Tùy Văn Đế đã quyết định ân sủng cô gái này. Nhưng khi Độc Cô Hoàng hậu biết chuyện, bà đã vô cùng tức giận.
Trong một cơn thịnh nộ khi vua đi vắng, bà đã đích thân sai người đến và tàn nhẫn giết chết cô gái đó. Mặc dù hoàng đế tức giận vô cùng khi biết tin, nhưng vẫn phải e dè trước uy quyền và sức mạnh của vợ mình. Ông không còn cách nào khác ngoài việc rời cung đi dã ngoại để giải tỏa tâm trạng. Tuy nhiên, độc cô hoàng hậu không chỉ được biết đến về tính cách khắc nghiệt, bà còn là một người phụ nữ có trí tuệ hơn người. Bà luôn đặt lợi ích và sự phát triển của quốc gia lên hàng đầu và xem dân chúng như con cái của mình. Vì những cống hiến và sự khôn ngoan của bà, Tùy Văn Đế vẫn luôn có một sự kính trọng nhất định đối với hoàng hậu, thậm chí đôi khi còn để bà can thiệp vào một số việc triều chính. Bà Chiêu Tín với đòn ghen tàn độc trong hậu cung Triều Hán. Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Chiêu Tín, cơ thiếp của Quảng Xuyên Vương Lưu Khứ, cháu nội của Hán Cảnh Đế, được biết đến là một trong những người phụ nữ ghen tuông và ác độc nhất. Bà được xếp vào hàng những nhân vật có tính ghen tuông bệnh hoạn, sử dụng mọi mưu mô để hãm hại những người tình của Lưu Khứ mà bà không thể kiểm soát. Chiêu Tín không chỉ đơn thuần muốn chiếm hữu Lưu Khứ, mà bà còn muốn thể hiện quyền lực tuyệt đối của mình trong hậu cung. Bà đã sử dụng những phương pháp tra tấn ghê rợn để loại bỏ bất cứ phi tần hay cung nữ nào được Lưu Khứ yêu thương. Hành động của bà không chỉ là giết họ, mà còn đảm bảo rằng không ai trong số họ có thể chết một cách nguyên vẹn. Vụ việc đáng sợ nhất có lẽ là trường hợp của Vọng Ngưỡng, một trong những ái thiếp được Lưu Khang sủng ái. Chiêu Tín đã vu cáo nàng và thuyết phục Lưu Khứ trừng phạt nàng bằng cách lột sạch quần áo và bắt các phi tần dùng dùi nung đỏ trà sát vào người nàng. Trong cơn tuyệt vọng, Vọng Ngưỡng đã nhảy xuống giếng để tự tử, nhưng Chiêu Tín không chấp nhận cho nàng một cái chết dễ dàng. Bà đã kéo nàng lên và nhẫn tâm hành hạ nàng bằng cách đâm giáo vào chỗ kín, cắt mũi, miệng và lưỡi của nàng, rồi còn ra lệnh nấu chín các bộ phận của thể xác nàng để các phi tần khác phải chứng kiến. Một trường hợp khác là Vinh Ái, cũng bị bà vu cáo và hãm hại một cách đáng sợ. Dù đã cố gắng tự tử bằng cách nhảy xuống giếng, Vinh Ái không chết và lại bị Chiêu Tín tra tấn thêm bằng cách trói, nung dao làm mù mắt nàng, cắt đứt hai tay và đổ trì nóng chảy vào miệng nàng. Sau đó, bà còn ra lệnh phanh thây nàng và chôn lấp mỗi bộ phận ở một nơi khác nhau. Sự hoang dâm của Lưu Khứ và sự thao túng của Chiêu Tín đã khiến không biết cung phi và cung nữ phải chê thảm, với ít nhất là 14 người đã bị bà tra tấn đến mức không thể nhận ra. Chính những hành động tàn bạo này đã khiến Lưu Khứ, dù sủng ái Chiêu Tín, vẫn không thể không sợ hãi và cảnh giác trước tính cách độc ác của bà. 4. Trịnh Tụ mượn tay vua hủy hoại nhan sắc của tình địch. Trong chốn hậu cung của nhà Sở, Sở Hoài Vương, người được biết đến với lòng đa tình nhưng lại thiếu kỹ năng trị quốc, đã sủng ái không ít mỹ nhân. Trong số đó, Trịnh Tụ nổi bật với vẻ đẹp kiều diễm và tính cách đa dạng, phức tạp. Cô được mô tả là người đàn bà đầy đam mê, sở hữu lòng ghen tuông ác độc và có mưu mô tinh vi. Theo lời đồn thổi trong triều đình, để tìm cách hòa giải với Sở Quốc, Hoàng đế Ngụy đã cử một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần đến dâng cho Sở Hoài Vương. Người mỹ nhân này với vẻ nghiêng nước nghiêng thành đã khiến Sở Hoài Vương si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên và ngay lập tức trở thành trung tâm sự chú ý của ông. Thấy điều này, Trịnh Tụ ghen tị vô cùng nhưng không hề bộc lộ. Thay vào đó, cô đã tỏ ra vô cùng chu đáo và ân cần với Ngụy mỹ nhân, từ chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho đến tặng cho nàng những bộ y phục lộng lẫy và đồ trang sức quý giá. Dần dần, hai người trở nên thân thiết như chị em ruột. Sở Hoài Vương rất hài lòng và coi Trịnh Tụ là người phụ nữ hiểu chuyện, không đố kỵ, là tấm gương cho hậu cung noi theo. Khi đã chiếm được lòng tin của Sở Hoài Vương và Ngụy mỹ nhân, Trịnh Tụ bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. Một hôm, cô ta nhẹ nhàng nhắc nhở Ngụy mỹ nhân rằng mũi của nàng ta không được đẹp và hoàng đế không hài lòng với điều đó. Ngụy mỹ nhân hoảng sợ đã cầu cứu Trịnh Tụ. Lời khuyên của Trịnh Tụ đã khiến Ngụy mỹ nhân luôn cố gắng che mặt mỗi khi gặp vua để giấu đi chiếc mũi xấu xí của mình. Sau một thời gian, Sở Hoài Vương bắt đầu ngạc nhiên trước hành vi lạ của Ngụy mỹ nhân và đã hỏi Trịnh Tụ về điều này. Nắm bắt cơ hội, Trịnh Tụ đã quay ngoắt 180 độ, nói với Sở Hoài Vương rằng Ngụy mỹ nhân đã nói xấu ông, cho rằng hoàng đế có mùi khó chịu nên cô ta phải đeo mạng che mũi mỗi khi tiếp xúc. Nghe xong, Sở Hoài Vương tức giận tột độ, ra lệnh cắt bỏ mũi của Ngụy mỹ nhân. Với âm mưu thâm độc này, Trịnh Tụ đã không cần tự tay hành động mà vẫn loại bỏ được đối thủ, chiếm đoạt trọn vẹn tình yêu của vua, nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy đau thương không thể ngồi ngoài trong lòng nhiều người. 5. Hoàng hậu Lã Trĩ biến ái thiếp của vua thành người lợn. Trong sử sách ghi lại,
thời Tây Hán, sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang từ trần, mai vàng được chuyển lại cho Hán Huệ Đế Lưu Doanh. Lưu Doanh, một hoàng đế trẻ tuổi mới 17, bẩm sinh đã không mạnh mẽ, thể chất yếu ớt và thiếu kinh nghiệm trị vì. Quyền lực thật sự nằm trong tay của Hoàng Thái Hậu Lữ Trĩ, mẹ của Huệ Đế. Người đã nắm giữ không gian quyền lực tối cao trong cung đình để bảo vệ ngôi vị của con trai mình. Lữ Trĩ đã thực hiện nhiều biện pháp khắc nghiệt để loại bỏ những đối thủ tiềm tàng trong hoàng cung. Trong suốt thời gian cầm quyền, bà đã khéo léo giữ gìn mối quan hệ với phần lớn các phi tần của Hán Cao Tổ, thậm chí còn phong cho những phi tần sinh con trai tước hiệu Vương Thái Hậu và cho họ quyền trở về cư trú tại các vùng đất được phong. Tuy nhiên, một trường hợp duy nhất đã phải nhận sự đối xử tàn khốc từ Lữ Trĩ, đó là Thích Phu Nhân. Trong suốt thời gian Hán Cao Tổ còn tại vị, Thích Phu Nhân đã nhận được nhiều sủng ái. Điều này từng khiến Lữ Trĩ không hài lòng. Ngay trước khi qua đời, Lưu Bang đã có ý định phong Triệu Như Ý, con trai của Thích Phu Nhân, làm thái tử. Điều này càng làm sâu sắc thêm mối thù của Lữ Trĩ đối với hai mẹ con họ. Ngay sau khi tiên đế qua đời, Lữ Hậu đã ra lệnh bắt giam Thích Phu Nhân vào Trường Hạng, Vĩnh Hạng, một nơi dùng để nhốt những cung nữ phạm lỗi và những người phạm tội nghiêm trọng trong hậu cung. Bà đã ra lệnh cạo chọc đầu Thích Phu Nhân, xích chân bà bằng xích sắt và chỉ cho mặc một bộ y phục cũ kỹ, rách dưới. Thích Phu Nhân bị giam giữ trong một căn phòng tối tăm, ẩm ướt và hàng ngày phải giã thóc. Nếu công việc không hoàn thành, bà sẽ không được phép ăn cơm. Những hành động này của Lữ Trĩ đã để lại một dấu ấn đen tối trong lịch sử, khắc họa bà như một biểu tượng của sự tàn nhẫn, không thua kém bất kỳ vị vua bạo chúa nào. Trong thời kỳ đen tối của nhà Hán, sau cái chết của Hán Cao Tổ Lưu Bang, bi kịch của gia đình hoàng gia tiếp tục khi quyền lực tập trung vào tay Hoàng Thái Hậu Lữ Trĩ, một người phụ nữ khắc nghiệt và đầy tham vọng. Trong số những đối thủ của bà, Thích Phu Nhân, một phi tần được Lưu Bang yêu mến và mẹ của Như Ý, chư hầu vương nước Triệu, bị đối xử đặc biệt tàn nhẫn. Thích Phu Nhân từng được hoàng đế sủng ái, giờ bị giam lỏng trong những điều kiện khắc khổ. Trong một căn phòng tối tăm ẩm ướt, phải giã thóc từ sáng tới tối mà không được phép nghỉ ngơi. Trong nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, bà đã ngân nga một khúc ca bi thảm, phản ánh nỗi lòng của mình. Con làm vua, mẹ đầy tớ, giã gạo ngày lại tối, với tử thần trùng chỗ, xa cách 3.000 dặm, ai làm sứ cáo tố. Lời ca ai oán này vang lên trong không gian tù túng, đánh dấu một bi kịch không thể ngồi ngoài. Khi Lữ Hậu nghe được lời bài hát này, bà đã hạ lệnh cho Triệu Vương Như Ý, con trai của Thích Phu Nhân, rời khỏi đất phong về kinh thành. Lữ Hậu mong muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn để loại bỏ Như Ý, thách thức tiếp theo cho bà trong việc củng cố quyền lực tuyệt đối. Hán Huệ Đế Lưu Doanh, một vị vua tốt bụng và nhân hậu, biết được ý đồ độc ác của mẹ mình, đã quyết tâm bảo vệ em trai. Để ngăn chặn mọi âm mưu, ông đã mời Như Ý ở lại trong cung của mình, cùng ăn cùng ngủ, chia sẻ sinh hoạt hàng ngày để đảm bảo an toàn cho em. Tuy nhiên, vào một ngày trong tháng 12 năm 194 trước Công Nguyên, khi Huệ Đế đi săn và Như Ý ở lại một mình, Lữ Trĩ đã lợi dụng cơ hội để sai người đưa thuốc độc cho Như Ý. Chàng trai trẻ đã không thể sống sót sau khi uống phải chén thuốc độc đó. Thích Phu Nhân mất đi người con trai duy nhất, bị đẩy vào cảnh cô đơn tuyệt vọng. Lữ Hậu sau đó càng đi xa hơn trong sự tàn ác của mình. Bà sai người cắt tứ chi của Thích Phu Nhân, biến bà thành một thực thể không còn giống con người và nhốt vào nhà xí. Khi Hán Huệ Đế được dẫn đến nơi ẩn náu kinh hoàng này và nghe thấy từ Thích Phu Nhân, ông đã sững sờ, suýt ngất vì đau đớn và bất lực trước số phận bi thảm của mẹ con họ. Câu chuyện này không chỉ là một trang sử đen tối của triều đại Hán, mà còn là bi kịch sâu sắc của những mảnh đời bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. 6. Triệu Phi Yến giết chết hết các cung nữ sinh con cho vua. Trong thời kỳ đế vương của nhà Hán, Hán Thành Đế nổi tiếng với niềm đam mê trái bỏng đối với những khoái lạc đời thường. Ngài có thói quen hóa trang thành người thường, lấy tên là Trương Công Tử và cùng với Phú Bình Hầu Trương Phóng, người cũng giả dạng quý tộc, lẻn ra khỏi cung điện để tận hưởng những thú vui xa đọa. Một dịp, Hán Thành Đế đã ghé thăm nhà của công chúa Dương Á. Để phục vụ và làm hài lòng vị vua này, công chúa đã mời một dàn vũ nữ đến biểu diễn. Trong số này, nổi bật lên là Triệu Phi Yến, người đã bước ra từ sau màn lụa với thân hình mảnh mai, làn da mịn màng và một phong thái uyển chuyển như chim yến vừa xòe đôi cánh bay lượn. Vẻ đẹp và tài năng của Triệu Phi Yến đã ngay lập tức chinh phục được trái tim của Hán Thành Đế.
ngài đã quyết định đưa nàng về cung và ban cho nàng sự sủng ái đặc biệt. Không dừng lại ở đó, Phi Yến còn xin cho người em gái mình là Triệu Hợp Đức cũng được vào cung. Cả hai chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức đã cùng nhau khiến cho hoàng đế mê đắm, đến nỗi ngài không còn quan tâm tới bất kỳ phi tần hay mỹ nữ nào khác trong hậu cung. Họ đã sử dụng những bí quyết riêng biệt trong phòng thề để khiến nhà vua say đắm, lạc lối trong mê lộ. Từ đây, hậu cung bắt đầu chìm trong sóng gió bởi sự ghen tị và đố kỵ giữa các phi tần, nhất là giữa hai chị em nhà Triệu. Dù biết rõ tính cách ghen tuông và hiểm độc của họ, Hán Thành Đế vẫn không thể thoát khỏi sự quyến rũ của họ. Đến nỗi, mọi lời nói của họ, dù là thủ đoạn hay xảo quyệt, đều được ngài vâng lời, một phần vì tình yêu si mê, một phần vì ngài đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của họ trong cung đình đầy dẫy mưu mô và xung đột. Trong giai đoạn hậu cung nhà Hán đầy dẫy mưu mô và xung đột, Triệu Phi Yến và em gái Triệu Hợp Đức đã trở thành những nhân vật chính của nhiều biến cố. Ban đầu, Hứa Hoàng hậu và Ban Tiệp Du cũng được sủng ái bởi Hán Thành Đế. Tuy nhiên, sự ghen tuông và sợ mất vị thế của mình đã thúc đẩy hai chị em nhà Triệu tìm cách loại bỏ hai phi tần này bằng mọi giá. Họ đã vu oan cho Hứa Hoàng hậu và Ban Tiệp Du sử dụng bùa chú và tà thuật, dẫn đến việc một người bị phế làm thường dân và người kia bị phế phi. Với những mưu mô này, Triệu Phi Yến cuối cùng đã leo lên vị trí hoàng hậu, được sử sách ghi nhận với danh hiệu Hiếu Thành Hoàng hậu. Nhận thức được rằng không thể sinh con sẽ làm ảnh hưởng đến việc giữ vững ngôi vị của mình, Phi Yến đã đi xa hơn nữa trong các mưu đồ của mình nhằm tìm cách có được người thừa kế. Các mối quan hệ dâm loạn của bà đã trở nên nổi tiếng khắp triều đình, mặc dù Hán Thành Đế biết rõ nhưng không có biện pháp nào để ngăn chặn. Triệu Phi Yến không chỉ tìm cách có con qua các mối quan hệ bất chính mà còn cùng em gái của mình loại bỏ mọi đối thủ trong hậu cung. Bất kỳ ai mang thai hay được sủng ái đều trở thành mục tiêu của họ. Những phi tần này, thậm chí cả những đứa trẻ vô tội đều bị họ tàn nhẫn giết hại, khiến Hán Thành Đế đau đớn nhưng bất lực không thể ngăn cản. Còn chuyện của họ kết thúc một cách bi thảm, Hán Thành Đế trong một lần hoan lạc với Triệu Hợp Đức đã sử dụng quá liều một loại đan dược tráng dương cổ xưa và qua đời ngay trên giường ngủ. Sau cái chết của Hoàng Đế, Triệu Hợp Đức bị Vương Thái Hậu phanh phui tội trạng và cuối cùng đã tự sát trong tù. Triệu Phi Yến cũng không thoát khỏi số phận bi đát, bị bức tử không lâu sau đó. Câu chuyện của họ đầy dẫy ân oán và mưu mô đã trở thành một trường đèn tối trong lịch sử nhà Hán, minh chứng cho sự nguy hiểm của quyền lực và dục vọng không kiểm soát. 7. Võ Tắc Thiên tự tay bóp chết con của mình để triệt hạ tình địch. Trong lịch sử đường triều, Võ Tắc Thiên là một trong những nhân vật nổi bật với khát vọng lớn lao vươn tới đỉnh cao quyền lực. Bà luôn tự xem mình là đệ nhất thiên hạ và không khoan nhượng với bất kỳ đối thủ nào có thể uy hiếp đến vị thế của mình. Đặc biệt, bà tỏ ra đặc biệt ghen ghét với những người phụ nữ xinh đẹp có thể thu hút sự chú ý của Đường Cao Tông, hoàng đế của bà. Giai thoại đáng sợ nhất về bà kể lại một sự kiện kinh hoàng khi Võ Tắc Thiên bị cáo buộc đã dùng một thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn để loại bỏ hoàng hậu đương thời. Theo đó, trong một lần hoàng hậu đến thăm, Võ Tắc Thiên đã tự tay bóp chết đứa con mới sinh của mình để vu oan cho hoàng hậu. Hậu quả là hoàng hậu đã bị phế truất, bị nhốt vào lãnh cung và bà thay thế vị trí đó, được phong làm hoàng hậu mới. Tiêu Thục Phi, một sủng phi khác của Đường Cao Tông, cũng không thoát khỏi sự đố kỵ và thủ đoạn của Võ Tắc Thiên. Khi hoàng đế vẫn thường xuyên viếng thăm Tiêu Phi trong lãnh cung, điều này đã khiến Võ Tắc Thiên nổi giận. Bà đã sai người thực hiện một hành động dã man không tưởng, chặt đứt chân tay của Tiêu Phi và nhốt nàng vào trong chùm rượu cho đến chết. Đây là minh chứng cho sự tàn nhẫn và các mưu đồ đen tối mà Võ Tắc Thiên sẵn sàng thực hiện để bảo vệ quyền lực và vị trí của mình trong cung đình. Những sự kiện này không chỉ phản ánh khát vọng quyền lực không giới hạn của Võ Tắc Thiên, mà còn cho thấy những bi kịch và bạo lực trong hậu cung thời phong kiến, nơi mà mạng sống và danh dự của con người có thể bị tước đoạt chỉ vì sự ghen tuông và đố kỵ. 8. Viên Hoàng hậu dùng tiền để thử lòng trung thủy của chồng và đánh ghen bằng cách khác người. Trong lịch sử Đại Lưu Triều, một giai thoại về cuộc đời của Viên Hoàng hậu hay còn được biết đến với tên thật là Viên Tề Quy đã trở thành một trang sử đáng ghi nhớ về sự thông minh và khéo léo trong việc bảo vệ vị thế của mình. Cha của Viên Tề Quy, một quan viên có mối quan hệ thân thiết với Lưu Tông Vũ Đế, đã sớm hứa hôn cô với Lưu Nghĩa Long, người con trai của đế. Khi Lưu Nghĩa Long lên ngôi,
lấy hiệu là Lưu Tông Văn Đế, sau khi anh trai mình bị phế vì những chuyện trác táng, Viên Thể Quy nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Đời sống tưởng chừng sẽ trôi qua êm đềm khi con trai của bà cũng được chỉ định là người kế vị. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Phan Thục Phi, một phi tần trẻ đẹp và quyến rũ, đã làm dấy lên sóng gió trong hậu cung. Phan Thục Phi không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi trong việc lấy lòng hoàng đế, thường xuyên châm chọc và khiêu khích Viên hoàng hậu. Bà ta thường khoe khoang với các mỹ nữ khác rằng mình sẽ sớm thay thế vị trí của Viên hoàng hậu và đã nhận được sự sủng ái không giới hạn từ Lưu Nghĩa Long. Trong một lần trước mặt Viên hoàng hậu, Phan Thục Phi đã khoe rằng hoàng đế không tiếc tiền cho bà và thậm chí đòi hỏi những khoản tiền lớn mà ngay cả Viên hoàng hậu cũng không dám mơ tới. Điều này khiến Viên hoàng hậu không chỉ tức giận mà còn nghi ngờ lòng trung thành của hoàng đế đối với mình. Để thử lòng chồng, Viên hoàng hậu đã mượn danh nghĩa Phan Thục Phi để yêu cầu một số tiền lớn, 30 vạn đồng, một số tiền mà bà nghĩ rằng hoàng đế sẽ từ chối. Tuy nhiên, khi Lưu Nghĩa Long không chút do dự và đồng ý ngay lập tức đáp ứng yêu cầu này, Viên hoàng hậu nhận ra mức độ sâu sắc của ảnh hưởng mà Phan Thục Phi đã có được đối với hoàng đế. Điều này khiến bà cảm thấy cần phải có những biện pháp mạnh tay hơn để bảo vệ vị thế của mình và ngăn chặn sự trỗi dậy của kẻ thù trong hậu cung. Trong cuộc đời của Viên hoàng hậu, nổi tiếng với danh hiệu mẫu nghi thiên hạ trong triều đại Lưu, một bi kịch đã diễn ra thật sâu sắc và đầy cảm xúc. Sau khi phát hiện ra món quà 30 vạn đồng mà hoàng đế Lưu Nghĩa Long dành cho Phan Thục Phi, lòng Viên hoàng hậu chịu nặng nỗi uất ức. Không muốn hạ mình xuống cùng Phan Thục Phi trong cuộc chiến ghen tuông thông thường, bà đã chọn một hình thức phản ứng rất khác biệt, sự im lặng. Viên hoàng hậu đã quyết định tự cách ly, thông báo với Lưu Nghĩa Long rằng bà đang mắc bệnh nặng và không muốn gặp gỡ hay trò chuyện với ai, kể cả hoàng đế. Mỗi khi Lưu Nghĩa Long đến thăm, bà đóng chặt cửa phòng và nếu ông xuất hiện ở đâu, bà lại lẩn tránh ở nơi khác. Trong khoảng thời gian dài ấy, Viên hoàng hậu sống trong cô đơn và buồn bã. Cuối cùng, bà đã lâm vào bệnh nặng và qua đời. Đến những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, khi văn đế Lưu Nghĩa Long nắm chặt tay bà và hỏi liệu có điều gì bà muốn nhắn nhủ. Viên hoàng hậu không hề nói một lời mà chỉ nhìn chồng bằng ánh mắt đầy oán hận, sau đó kéo chăn che kín mặt mình. Sự ra đi của Viên hoàng hậu ở tuổi 36 đã để lại một dấu ấn sâu sắc, không chỉ đối với triều đình mà còn với người con trai của bà, Thái tử Lưu Thiệu. Bi kịch của mẹ đã khiến Thái tử nuôi dưỡng quyết tâm trả thù. Cuối cùng, Lưu Thiệu đã nổi loạn chống lại cha mình, mưu sát cả cha và Phan Thục Phi, viết nên một chương đen tối trong lịch sử Đại Lưu Triều. Đây là một trong những câu chuyện bi thảm nhất về sự đổ vỡ của một gia đình hoàng gia, khi mà lòng thù hận và báo thù đã hủy hoại đi cả một triều đại.